Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở kênh Bóng Đá Hot. Trước khi đến với những thông tin nóng nhất ngày hôm nay, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ tin tức mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính có trong ngày hôm nay. Cặp bài trùng huấn luyện viên Park và trợ lý Lee chính thức tái xuất, công khai vực dậy U23 Việt Nam hướng tới SEA Games. Vâng thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam vừa trải qua 3 trận toàn thua ở giải Doha Cup tại Qatar. Màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên chưa Dơ cũng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng khi SEA Games 32 đang tới rất gần. Khép lại triều đại Park Hang Seo, người hâm mộ mong chờ luồng gió mới đến từ tay phù thủy trắng chưa Dơ. Tuy nhiên qua 3 trận đầu dẫn dắt U23 Việt Nam, huấn luyện viên người Pháp chưa để lại nhiều dấu ấn và đang nhận về khá nhiều hoài nghi từ phía người hâm mộ. Ở giải Doha Cup vừa qua có thể nhận thấy U23 Việt Nam chơi thiếu sáng tạo và đường nét, đặc biệt là khâu luân chuyển bóng từ tuyến giữa tới hàng tiền đạo chưa có lối chơi rõ ràng và đặc biệt nào được tạo ra và cả hàng thủ lẫn hàng công đều chưa thể tạo ra sự an tâm cho người hâm mộ. Sau màn ra mắt tại giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023, thầy trò huấn luyện viên Philip Chưa giờ đã nhận về kết cục bi thảm không ai ngờ tới. Do đó báo chí của động viên khắp châu Á đang rất hoài nghi và lo ngại trước triết lý, chiến thuật của thầy trò huấn luyện viên Chưa giờ. Cổ động viên lâu năm của bóng đá Việt Nam viết trên trang cá nhân như thế này: Tiếp tục kiên nhẫn cũng là những con người ấy, dưới thờ huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, huấn luyện viên Gôm Okyun đá cho các đội châu Á lên bờ xuống ruộng, không lên bờ xuống ruộng thì cũng lên nương xuống dẫy. Đến thời ông chưa giờ thì lại thể hiện điều ngược lại. Triết lý mới ư, chiến thuật mới ư, đồng ý là phải thử, phải kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn thế nào được với một lối đá không còn khiến người ta sung sướng đến tột cùng như thế. Cũng truyền, cũng đập nhà, cũng ban bật, nhưng đến 2/3 sân thì không biết phải làm gì tiếp theo. Đâu rồi những pha trồng biên xuống đáy biên trả về tuyến 2, phối hợp trung lộ, tạt cánh, sút xa. Phải chăng chúng ta chỉ phù hợp với triết lý của những huấn luyện viên châu Á, Hàn Quốc? Nghĩ mà chán. Một cổ động viên khác thì nhận xét. Xem trận đấu với U23 Kyrgyzstan thấy U23 Việt Nam đã quá chán. Chỉ biết chuyện nhiều mà không có tốc độ, không có thể lực để pressing khi mất bóng. Không có đội nào chơi như U23 Việt Nam. Mất bóng là thấy nguy hiểm. Arsenal, Man City, Tây Ban Nha truyền nhiều nhưng mất bóng thì họ lập tức vây giáp giành lại bóng, xem mà buồn ngủ và không thấy gì đặc biệt. Trái ngược với quan điểm của người hâm mộ, huấn luyện viên chưa Dơ hài lòng dù U23 Việt Nam thua cả 3 trận, không có bàn thắng và xếp hạng 10 trên 10 đội. Huấn luyện viên chưa Dơ nói sau giải đấu châu Á. Dù sao tôi thật sự hài lòng với nỗ lực và cách mà các học trò đã chơi trên sân. Đấy là kết quả của những cố gắng sau các buổi tập luyện hay chỉ đạo chuyên môn từ ban huấn luyện. Đây cũng là mục tiêu mà U23 Việt Nam đặt trọng tâm khi tham dự giải U23 Doha Cup 2023 tại Qatar. Tôi muốn các cầu thủ từng bước tiến bộ về kỹ năng cá nhân cũng như sự gắn kết trong lối chơi chung của tập thể." Nhà cầm quân người Pháp nói tiếp, "Chúng tôi sẽ trở về Hà Nội với một hành trang đầy ắp tư liệu, thông tin đánh giá cầu thủ cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong thi đấu. Tất nhiên sẽ có những quan điểm đối lập khi U23 Việt Nam không thắng được trận nào, nhưng tôi tin U23 Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng." cho hành trình trước mắt là SEA Games 32 tại Campuchia. Chuyện U23 Việt Nam đã giải giao hữu châu Á để đúc kết cho SEA Games 32 có lẽ nghịch lý khi mục tiêu lớn nhất của VFF là tuyển Việt Nam dự World Cup 2026. Tức là kết quả SEA Games 32 không quan trọng bằng các cuộc so tài ở châu Á bởi SEA Games đá độ tuổi U22 và phần lớn có trình độ không tương xứng đá tầm châu lục ngoại trừ Thái Lan. Ngoài ra, truyền thông Indonesia đã có những nhận xét đáng chú ý về màn trình diễn của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên chưa giờ. Tờ Bola Okezon có bài viết với tựa đề Sau thời huấn luyện viên Park Hang Seo, thành tích của U23 Việt Nam thật đáng xấu hổ, thua Iraq 03 và thất bại 04 trước U23 UAE. Trong bài viết tác giả phân tích Sau thời huấn luyện viên Park Hang Seo, màn trình diễn của U23 Việt Nam rất đáng tiếc. Đội trẻ của những ngôi sao vàng, biệt danh đội tuyển Việt Nam, đã nhận thất bại nặng nề trước U23 Iraq và U23 UAE. Đây là sự chuẩn bị không tốt của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 32 tại Campuchia. Thực tế họ là đương kim vô địch SEA Games 31 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại giải thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Tuy nhiên bây giờ không có Park Hang-seo bên cạnh họ. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã rời Việt Nam từ cuối tháng 1 năm 2023. AFF à, Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của ông, với thành tích đưa Việt Nam vào chung kết. Tuy nhiên, tuyển U23 Việt Nam dường như thực sự nhớ cách cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sau hai trận đấu đã qua. Tất nhiên, đây không phải là sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm SEA Games 32, sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2023 tại Campuchia. Vâng, thưa quý vị, theo nguồn tin uy tín mà chúng tôi có được, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Jong-jin có thể sẽ về Việt Nam để tiếp tục làm bóng đá. Sau khi trải qua gần 5 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Jong-jin đã nói lời chia tay. Để rồi trong thời gian gần đây, nhà cầm quân người Pháp Philippe Troussier đã được bổ nhiệm với một bản hợp đồng kéo dài 3 năm rưỡi. Trong lần tái xuất này, ông Park Hang-seo có thể đóng vai trò giám đốc kỹ thuật, còn ông Lee Jong-jin sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng của một đội bóng giàu tham vọng bậc nhất V-League. Trong quá khứ, ông Lee Jong-jin cũng từng được huấn luyện viên Park Hang-seo phân công dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Dubai Cup 2022. Với kinh nghiệm nổi bật khi còn làm việc tại Hàn Quốc như việc dẫn dắt Seoul FC, Daegu FC, Đại học Cheongju, nhưng quan trọng hơn cả là khoảng thời gian 5 năm gắn bó với ông Park trên cương vị trợ lý. Cả hai đã trở thành một cặp đôi hết sức ăn ý và qua đó có được nhiều thành tựu nổi bật cùng đội tuyển Việt Nam, như là Á quân U23 châu Á 2018 lọt vào top 4 ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, tiếp tục lọt top 8 đội mạnh nhất AFC Asian Cup năm 2019, giành huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021. Ấn tượng hơn cả là thành tích tiến vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 và trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có được chiến thắng tại vòng loại thứ 3. U23 Việt Nam đứng lên như thế nào sau hat-trick thua ở Doha Cup 2023? Trận đấu ở Doha Cup 2023 của U23 Việt Nam với U23 Kyrgyzstan được coi là tạm ổn với 90 phút thi đấu với tỷ số không đều. Nhưng cú sút luân lưu hỏng ăn thứ năm đã khiến cho đội bóng trẻ này nhận hát trích thua sau giải đấu giao hữu quốc tế đầu tiên dưới tay ông thầy người Pháp Philippe Chưa Phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu dành cho tiền đạo thanh nhàn trong trận đấu này là một ghi nhận đáng nói. Nhưng việc cả ba trận không ghi nổi một bàn thắng để thủng lưới tới 7 bàn là tập hợp những thu hoạch đáng lo đáng phải khắc phục của đội bóng khi SEA Games đã cận kề. Thất bại tại một giải giao hữu trước các đối thủ đẳng cấp là chuyện bình thường, nếu điều đó sẽ giúp ích cho thầy và trò nhận ra những điểm mạnh yếu khác nhau để thi đấu tốt, hiệu quả ở một giải đấu chính thức sau đó. Kiên định với lối chơi kiểm soát bóng, chủ động trong phòng ngự và tấn công với các con số thống kê ngày một tăng lên theo chiều thuận sau mỗi trận đấu là kết quả đáng mừng của U23 Việt Nam. Hơn nữa, nếu muốn vươn tầm, muốn rút ngắn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu lục. Việc giữ nguyên cách chơi dù khá thành công trước đây được xem là bị bắt bài, thậm chí là tụt hậu và chỉ làm nới rộng khoảng cách với đối thủ mà thôi. Ông Chưa Giơ đang được cho là sẽ kiên định đến cùng với cách làm mới bắt buộc đó. Và chính ông là người được tin cậy, đủ sức gánh vác trọng trách nặng nề, bắt đầu từ hát trích thua nói trên ở một giải đấu trẻ cấp châu lục. Được biết, sau Doha Cup, các cầu thủ sẽ được trả về đội chủ quản để thi đấu V-League giải hạng nhất và cúp quốc gia. Từ ngày 19 tháng 4, U23 Việt Nam mới tập trung trở lại để bắt đầu chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games với 100% quân số trẻ, không có đàn anh quá tuổi dẫn dắt như hai kỳ thi đấu thành công trước đó. Với việc lần lượt trao băng đội trưởng cho Tuấn Tài, Quang Thịnh, Văn Chuẩn, rõ ràng ông chưa dơ chưa tin cậy ai trong số những người nói trên, cũng như ông thực sự chưa tìm ra ai sẽ là người dẫn dắt lối chơi sau này. Hàng phòng ngự để thủng lưới chủ yếu trong các pha bóng bổng liệu sẽ bù đắp bổ sung hay tiến hành những cách thức nào khác. Hàng công chưa lập công, liệu có được thay thế bởi sự non nớt, thiếu sắc bén của các chân sút U20? Đội bóng sẽ chơi tấn công biên thuần thục hay tấn công trung lộ với những vũ khí nào, quân bài nào? Khai thác tình huống cố định ra sao? Vô vàn câu hỏi đặt ra mà chưa thể có ngay lời giải sau một giải đấu bị choáng ngợp và chưa thể tìm ra chân dung thực sự của chính mình. Vì thế nói rằng U23 Việt Nam sẽ sớm đứng dậy mạnh mẽ sau hat trick thua ở Doha Cup 2023. E là quá chủ quan và lạc quan tếu. Thậm chí U23 Việt Nam dù lột xác, vụt lớn như mong muốn, thì việc đối đầu với những đối thủ như Thái Lan hay đội chủ nhà Campuchia có kết quả thuận lợi, bảo vệ được tấm huy chương vàng hay không, còn là chuyện ở phía trước, mông lung và đầy chắc trở. Đừng vội nói SEA Games không phải đích cuối cùng để biện hộ cho thất bại nếu điều đó xảy ra bởi sau Doha Cup không thành công. Nếu SEA Games cũng không thành công nốt, thì cú đúp thua tất yếu sẽ kéo theo hát trích thua để bất lực đứng ngoài tầm với tới tấm vé đi World Cup mộng mơ mà thôi. Nội dung trên đây cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những video trên kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.